Tìm số tự nhiên x biết x trừ 5 nhân cho 30 phần 100 bằng 20 x phần 100 cộng 5. Thì đây là cách giải của Lợi nha. Bạn nào có cách hay hơn thì comment giúp Lợi. Bước đầu tiên là rút gọn bớt nè. À, vậy là x trừ 5 nhân 3 phần 10 bằng 2 x phần 10 cộng cho 5. Các bạn nhìn vào thấy mẫu không ạ? À? Mẫu là 10 đúng không ạ? À? Lợi nhân 10 2 vế. Nhân 10 2 vế nha. À, nhân 10 2 vế. Thì hằng này nhân 10 thì mình làm chậm nè. X trừ 5 nhân 3 phần 10 nhân 10 bằng 2 x phần 10 cộng 5 nhân 10. Rồi, đây rút bớt nè. Vậy còn lại là x trừ 5 nhân 3 bằng, ta phân phối vào đi ạ. Đó, sẽ ra 2 x phần 10 nhân 10 cộng 5 nhân 10. Rút bớt nè. Vậy mình sẽ có gì ạ? X trừ 5 nhân 3 bằng 2 x cộng 50. Rồi tiếp tục ta phân phối vào nha các bạn. Phân phối vào à, x à, 3 nhân x ra 3x nè. 3 nhân 5 ra 15 nè à, bằng 2x cộng 5. Rồi x thì các bạn chuyển qua bên trái, số thì các bạn chuyển qua bên phải. Vậy là 3x trừ đi 2x bằng 50 cộng 10, 15. 3 chữ x trừ đi 2 chữ x còn lại 1 chữ x bằng đây ra 65. Đây là cách giải của Lợi nha. Bạn nào có cách nào hay hơn thì các bạn hãy comment kết quả, comment giúp Lợi nha mọi người.